Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp để xem một căn nhà chính chủ diện tích 4x9 sổ hồng riêng, 1/1 lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, dễ sửa, hẻm 2m, an ninh gần đường chính, cách hẻm xe hơi chỉ có một căn nhà khu công viên Làng Hoa, tọa lạc tại đường Lê Văn Thọ, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà dễ sửa, xây lên mới cũng ok mà tút lại cũng bán được. Giá gia chủ đang rào là 3 tỷ 1, còn thương lượng giá này giá chính chủ, chúng ta có thể xem để mà trả giá thêm. Cầu thang đúc và ban công đúc, nhà dễ sửa nha anh chị. Đây, khu công viên Làng Hoa. Mời quý vị tiếp tục xem phim và sẽ nghe Zalo vụ 0906943839 để bất động sản đồng vụ trao đổi chi tiết với quý vị về căn nhà này. Thân ái chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục xem phim.